Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Súp Hàng Bãi. Đấy, tiếp tục lại lên đồng hồ đấy các bác nhé. Hôm nay ngày Chủ nhật đấy, thì ngày mùng 2 tháng 6 em lại lên đồng hồ cho các bác. Thì các bác bước vào xem video thì ủng hộ cho em xin một nút like, đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác. Ở trong video các bác quan tâm mã nào thì cứ liên hệ cho em số điện thoại là 0818 132 198 các bác nhé. Đấy, và em đi vào chi tiết để báo giá, giới thiệu báo giá cho bác là một con Senko. Con này con Senko thì nó sử dụng là sóng radio các bác nhé. Con này sóng radio mà nó có 6 bản nhạc. Cái phần trong này là nó xoay nhé các bác nhé. Nó xoay cái phần chuông này. Đấy, và đây ông này ông ấy cái đĩa nhạc trên này nó quay. Đấy, con này thì nó tổng chiều cao của nó là đi được 34 cm. Và chiều ngang của nó là đi 37 cm các bác nhé. Đấy, con này thì ngoại hình của nó tương đối là ok, rất đẹp các bác nhé. Đấy, ngoại hình tương đối là rất đẹp luôn. Đấy, nắp pin của nó cũng vẫn còn, nắp pin của nó đây nhé các bác nhé, sử dụng cho bác là 4 quả pin chung. Đấy, nắp pin rất ok. Đấy, còn rất là đẹp luôn, máy còn rất là mới. Đấy, máy còn rất mới và khung hình của nó chưa chảy xước, chưa chảy xước, chưa có một cái vết gì cả nhé các bác nhé. Đấy, rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em nhà mã này. Đấy, quan tâm lên mã cho em nhé. Đó bác lên mã cho em là con mã số M21, qua M20 này, M21 em sẽ test đó, test cái nhạc ở trong bác này. Đấy, đầm xoay và đĩa xoay vẫn xoay ok các bác nhé. Đấy, rồi các bác nào quan tâm thì lên mã cho em, lên mã cho em là M21 này. Đấy, con này còn mới tinh tình luôn, còn mới tinh luôn các bác nhé. Đấy, thì các bác nào quan tâm thì lên mã cho em nhé, con mã số M21 này, con M21 này nhé, M21, con này thì em gửi đến các bác là đi 1 triệu 2 thôi nhé, 1 triệu 200 cho mã M21 này, con M21 là 1 triệu 200, các bác lên mã cho em, 1 triệu 200 cho mã M21, mới tình luôn, dùng cho con là 4 pin. Đấy, 4 quả pin chung, 4 pin chung các bác nhé. Đấy, còn rất là mới luôn, nắp pin đầy đủ. Đấy, còn nguyên vẹn luôn. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho M21 400.000. Rồi đây một con Citizen này. Con này của nó không bằng gỗ nhé các bác nhé, không bằng gỗ. Số của nó thì là cái vòng ngoài của nó, số này thì vẫn là bình thường, còn cái trong này nó có cái phản quang các bác nhé, có cái tia phản quang này và cái kim này phản quang. Đấy, con này thì nó có cái chiều cao là cái đường kính của nó là đi được 36 cm các bác nhé, và đường kính của mặt kính này, đồng hồ này được tổng của nó lòng trong này thôi đấy nhá, là 27 cm. Con này máy kim trôi, máy nhỏ kim trôi của Japan các bác nhé, máy Nhật, hiệu Citizen. Các bác lên mã cho em là mã số M22 nhé các bác nhé, M22 thì các bác là 450.000 cho một con máy Nhật luôn các bác nhé, M22 hiệu Citizen đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em M22 nhé, 450.000 máy Nhật. Bác nào mà nhu cầu thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0818 132 198 các bác nhé. Rồi một con Citizen nữa, con này thì sử dụng cho bác là một quả pin núc áo này, con Citizen, con này thì không bằng gỗ nhé, không của nó bằng gỗ. Con này chiều ngang của nó ở trên mái này là ở trên đầu trên này là 29 cm, còn bụng của nó được có 26 cm thôi. Đấy, còn chiều cao của nó là đi 30 cm. Hiệu của Citizen, máy Nhật các bác nhé. Lên mã cho em là mã số M23. Con M23. 23 con này gửi đến các bác là 200.000 con nhé. Đấy, 200.000 cho mã M23. Rồi một con Senko này. Con Senko này là con bằng gỗ luôn các bác nhé. Con này bằng gỗ luôn. Sử dụng cho bác là quả pin chung. Một quả pin chung.
Máy này máy kim trôi các bác nhá, máy kim trôi này. Đó. Rất là ok luôn, rất đẹp, máy kim trôi bằng gỗ này, không bằng gỗ số tia nhá. Đấy, nhìn rất to. Con này thì chiều cao của nó ở hai khung này của nó là đi 36 cm và chiều ngang này của nó được đi là 35. Đấy. Còn đường cái còn cái lòng của top chỗ top xuống này là có 32,5 cm thôi. Senko máy Nhật, máy Quest Japan, máy kim trôi số tia nhé, số nổi này. Lên mã cho em là mã số 3024. Con M24 này, con này gửi đến các bác là đi 550.000 các bác nhé. 550.000 cho mã M24. Máy lớn pin trung kim trôi các bác nhé, số tia. Đấy, con này nhìn rất ok luôn, rất là mới. Đấy, chất liệu gỗ nha các bác nhá, chất liệu gỗ này. Rồi đây con M25, con này là con cũng bằng gỗ luôn, sử dụng pin tiểu các bạn. Kim nảy các bác nhá, kim nảy, con này kim nảy này. Đấy, rồi lên mã cho em là mã số M25. Con M25. Con này gửi đến bác là 200.000 nhá. 200.000 cho mã M25. Đấy. Con này đường kính của nó là đi được 32 cm nhá các bác nhá. Đường kính 32 cm con M25. Rồi 200.000. Một con Citizen nữa, con này con Citizen, máy này máy máy nhỏ thôi các bạn, cái này máy nhỏ, máy của Nhật nhưng máy nhỏ, con này cũng máy nhỏ. Đấy. Máy nhỏ nha các bạn nhá, con này máy nhỏ này, Citizen. Con này chất liệu của nó thì bằng gỗ này, đây bằng gỗ. Con này lên mã cho em là, các bạn lên mã cho em là con mã số 26 nhá. Con này mã 26 này thì chiều ngang của nó là đi 30 cm và chiều cao của nó 30 cm thôi. Con này kim của nó số kim nảy số nổi nhá, số nổi. Con mã số M26. M26 này. Con M26 này thì em gửi đến các bác là đi 200 à đâu 300.000 thôi nhá. 300.000 cho mã M26 nhá. Đấy, khung bằng gỗ số nổi kim nảy. Con Senko này, con này máy lớn pin trung. Con này thì máy lớn pin trung các bác nhá. Con này kim trôi, con này kim trôi. Con này kim nó chạy vừa trôi vừa giật này, nó kiểu chạy ba lăng nhá. Chạy con này chạy máy chasiton, chạy ba lăng. Đấy, con này lên mã cho em là mã số 27. Con mã M27. Con này gửi đến các bác là đi 550.000 nhá các bác nhá. 550.000 cho mã M27. Con này thì con này bằng nhựa các bạn. Đấy, con này chiều ngang của nó 33 và chiều cao của nó 32. Con này 500.000 thôi nhá, bằng nhựa các bác nhá. Con này bằng nhựa 500.000. Đấy, mã M27 500.000, chạy ba lăng. Máy chasiton, máy lớn bên trung. Đó các bác nhá. Rồi lên một con chim hót này, con này con mã này là con Eligen của Japan. Con này đến giờ nó báo nhạc là tiếng chim hót các nhá. Dùng cho bác là hai quả pin trung và một pin tiểu này. Cái này em sẽ test cái tiếng chim. Bật cái giống như thế này. Đó. Pin yếu rồi. Chắc nguyên hết pin rồi. Hết pin thằng nào không kêu.
con này đây hình của nó bát giác các bác nhé, bát giác. Con này được 35 năm, 35 năm. Đấy. Còn bên trong này của nó được 30. Mỗi một giờ của nó là nó điểm một theo kiểu một tiếng chim hót khác nhé. Đó. Đó, đến 9 giờ em sẽ chỉnh liên tiếp nhé. Đấy. Rồi các bác lên mã cho em là mã số 28 nhé. Con M28 này. Con này gửi bác là 650.000 nhé. 650.000 cho mã M28. Con này thì ở phần gỗ này nó chảy xước nhé. Nó chảy xước phần gỗ này, các bác về làm cái chiếc ly đưa vào nhé. Đấy. 650.000 cho mã M28. Rồi cái nó bị chảy xước này em sẽ giảm luôn cho bác là còn con này có 600 này. Đấy, giảm trực tiếp cho cái phần chảy xước này nhé các bác nhé. 600.000 cho mã M28. Đấy. Rồi một con Citizen nhé. Con Citizen con này sử dụng cho bác là pin tiểu luôn. Con này máy của Japan nhé các bác nhé, máy của Japan. Đấy, máy kim nảy Japan này. Rồi các bác lên mã cho em là mã số 29. Con M29 này. Con này gửi đến các bác là 200.000 nhé. 200.000 cho mã M29. Con này cũng bằng khung bằng gỗ này. Ngang của nó 30 và cao của nó 29 thôi. Đấy, rồi các bác lên mã cho em M29 200.000. Rồi lên một con Citizen. Đấy, con này cũng bằng gỗ nhá. Con này còn rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Chiều ngang của nó là đi được 34,5 cm và chiều cao của nó 32. Chất liệu của nó thì bằng gỗ này. Phần trong là kính này, phần trong bọc trong này bằng nhôm nhá. Kim của nó kim trôi. Đấy, số thì ở cái khung vòng này bằng nhôm này. Đấy, vòng tròn này bằng nhôm, còn đèn bằng nhôm. Sử dụng chỗ là một quả pin chung. Đấy, một quả pin chung các bác nhá. Bảy pin chung đây. Đây, gói pin đây. Pin chung nhé, này pin chung máy lớn pin chung. Rồi lên mã cho em là mã số 30. Con M30 này. M30 gửi đến các bác là 650.000 nhé. 650.000 cho mã M30. Mã M30 650.000. Rồi con Citizen nhé, con này bằng gỗ đó, con này cũng không bằng gỗ, con này máy của nó máy pin tiểu thôi, máy pin tiểu, con này cũng còn khá đẹp luôn các bạn, máy kim nảy các bạn nhé, máy kim nảy, con này chiều cao, chiều ngang của nó là đi 33 cm thôi, còn chiều cao của nó là đi 29,5 cm, máy kim nảy số thì nổi ít thôi nhé các bạn nhé, nền trắng, mã M31, M31 con này gửi đi quá là đi 320.000 cho mã M31 các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. M31 320.000. Rồi con Citizen nhé, con Citizen máy kim trôi này, khung bằng gỗ nhé các bác nhá. Khung gỗ máy kim trôi. Con này lên mã cho em là mã số 32. Con này có chiều ngang của nó 32 cm và chiều cao của nó được 305 cm. Rồi lên mã cho em mã 32. Con M32 này. Con này em gửi các bác 230.000 các bác nhé. 230.000 cho mã M32. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho em M32 230.000. Khung bằng gỗ nhé. Rồi con này thì con Senku này. Đấy, con này Senku nhé. Con này các bác, cái này ở phần chỗ này con 32 này, phần chỗ này nó bị hơi bị rỗ cái phần màn hình này, là cái phần số chỗ này nhá. Đấy, nó ố này. Đấy, con này đúng không, 200 thôi nhá các bác nhá, 200 này. Đấy,
mã 32 là 200.000, máy Nhật luôn các bác nhá, Shenzhen máy Nhật luôn, tại vì nó bị ố chỗ này luôn, em giảm giá luôn cho bác. Rồi con Senko này, con Senko của nó là cũng không bằng gỗ nhé. Đấy, cũng không bằng gỗ, máy kim, máy của nó là máy pin tiểu. Con này kim nảy luôn các bác nhá, cũng kim nảy số nổi này. Rồi lên mã cho em là mã số 33. Con M33, con này gửi đến bác là đi 280.000 coi nhá. 250.000 thôi. 250.000 cho mã M33. Đấy. Con này thì nó cũng có phần khung nó có xước xác rồi nha các bác nhá. Đấy, nó có chảy xước phần gỗ 32 cm chiều ngang và chiều cao của nó 31. Đấy rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em. Máy thì máy Nhật rồi, bao máy Nhật cho bác luôn nhá. Đấy, con nào máy Trung Quốc, máy Tàu, máy China hay là kia thì em sẽ báo. Còn con nào máy Nhật thì báo máy Nhật. Con MAG này, con MAG này máy của nó là cũng là con này máy Suzuki. Con này có Suzuki, máy của Suzuki nhé. Đấy. Máy Suzuki cũng là máy Nhật, máy xịn luôn các bạn. Không phải là hàng vừa đâu. Đấy, cho nên là các bác yên tâm. Con này có lên mã cho em là mã số 34. Con M34. 34 con này chỉ có là 180.000. 180.000 cho mã M34 này. Đấy, M34 180.000 coi nhá. Rồi lên một con M35, con Citizen bằng gỗ nhá. Đấy, con bằng gỗ này, con này thì tuyệt vời luôn, bằng gỗ. Chiều ngang của nó là đi 36 cm và chiều cao của nó 34,5. Bề dày của nó là đi được 8,5 cm. Máy của nó là máy kim trôi. Các số này có đính những cái viên kim cương ngọc nghiếc gì hay gì, nó rất là bóng, các bạn nhìn nó phản quang, nhìn nó đẹp lắm, màu xanh xanh này. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho M35 nhé. Con M35 con này gửi bác 700.000 nhá. 700.000 cho mã M35 này. Đấy, rồi ok. Bác lên mã cho M35 700.000. Rồi một con Citizen nhé, con này máy Japan luôn các bạn, máy Japan kim nảy này, con M36 nhé các bác nhé, M36, con M36 thì con này chiều ngang 30,5 và chiều cao của nó là 30. Đấy, máy kim nảy, con Citizen nhé, con M36 này, M36 là đi 200.000 này. M36 M35 36 mà M36 là 200.000. Rồi con Citizen, con này máy của nó máy nhỏ, máy của Nhật luôn các bạn nhé, máy Nhật luôn, kim nảy các bạn. Đấy, con này kim nảy, con Citizen này. Đường kính của con này là đi 34 cm cho đường kính của con Citizen, mã số 37. Con M37 con này gửi đến các bác là đi 200.000. Một con M37 máy Nhật luôn con nhé, máy Nhật 200.000. Còn một con Citizen nữa này, con Citizen này máy của nó dùng máy pin chung coi nhá, máy lớn pin chung. Con này kim của nó là kim nảy, khung thì khung bằng nhựa giả gỗ thôi. Con này lên mã cho em là mã số 38, con M38 nhé. Chiều ngang của nó 32,5 cm và chiều cao của nó 32 cm. M38 này, M38 con này gửi được bác là 450.000. 450.000 cho mã M38 coi nhá. Máy của nó là máy lớn pin chung, số nổi, kim nảy coi nhá. Đấy. Rồi, quan tâm lên mã cho em là mã M38. M33. Chán quá. M37 M38 450.000.
một con Citizen nữa này. Con này con Citizen, kim của nó là số nổi này, số tia số nổi các bác nhé. Còn kim của nó là số kim trôi gì đây. Đấy, con này dùng bên Trung. À đây, con này phải khởi động. Đấy, con này phải khởi động nhé. Con này khởi động cái ở đằng dưới thì mới chạy được. Con này lên mã cho em là mã số 39 này. Con M39 này, con này khung của nó bằng nhựa giả gỗ nhưng mà nhìn nó rất đẹp các bạn. Con này y như gỗ, con này 36,5cm, 37. Và chiều cao của nó được 32,5. Con máy Citizen kim trôi và số tia. Đấy, nhìn rất đẹp luôn các bạn. Mặt của nó là mặt nhôm vàng, nhìn rất ok luôn. Các bạn lên mã cho em là mã số M39 này. M39 con này gửi đến các bạn là đi 600.000 nhá. 600.000 cho mã M39 này. Con M39 600.000. Người bác quan tâm lên mã cho M39 600.000. Đó, qua mã M39 600.000 này. Đến con M40. Con này Senko nhá. Con này M40. Con này cũng là máy lớn biên trung. Đấy, máy còn rất đẹp luôn. Nhưng con này thì nó có cái ưu điểm của nó là khung của nó thì gỗ phóc nhá, nhá. Khung gỗ phóc này. Đấy, khung gỗ phóc các bạn. Khung gỗ phóc. Này nó dính dán phóc này. Đấy. Cái này mà các bác có bỏ bóc cái phóc này ra là nhìn đẹp hơn đấy. À, bóc cái phóc này ra đẹp hơn đấy các bạn. À, nhìn các bạn nhìn đẹp chưa? À, cái này đều can đấy các bạn. Đó đây này. Đó, nhìn rất đẹp luôn. Đây này, các bạn nhá. Em lột xác nó ra cho. Em lột xác nó ra cho. Con này đẹp luôn đấy, con này nó bỏ cái này ra là đẹp tuyệt vời luôn này. Đó. Đấy, các bạn nhìn cái gỗ nó đẹp chưa? Cái gỗ đẹp này mà đi người ta bọc cái phóc và nhìn trông xấu này. Đấy. Cái này bóc được mà, cái này bóc ra được các bạn. Đấy, cái này các bác bóc ra được, đây em sẽ bóc ra cho. Bóc là nhìn đẹp lắm. Cái gỗ nó đẹp cho các bạn nhìn chưa? Gỗ đẹp này cái mịn màng này. Nhìn cái này nó kiểu giả tạo. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em mã này, mã 40. Con M40 nhé. Con M40 này em gửi đến các bác là con này máy của nó máy lớn bên Trung này. Con này 300.000 các bác nhé. 300.000 cho mã 40. Mã 40 này thì nó có cái chiều ngang của nó 30,5cm và chiều cao của nó 29cm. Đấy, để bác quan tâm lên mã cho em là M40 300.000. Và tiếp tục chuyển sang con bình thủy nhá. Đấy, bình thủy đun nước này. Đấy, bác lên mã cho em là con này là mã số 41. Con này nói chung là hàng này hàng rất là ok. Hàng bao điện cho bác xài thoải mái. Nhưng mà cái vấn đề lòng nồi là em không vệ sinh được các bác nhá. Em không vệ sinh được thì em mới lên thanh lý theo kiểu và bao điện cho bác đã dùng ok, sẽ test cho các bác vấn đề điện và bơm đun nước đầy đủ không có vấn đề. Đấy, thì em sẽ giao hàng đi cho các bác. Nhưng còn riêng cái lòng nồi này thì em sẽ không vệ sinh được, và phần ngoài này thì các bác sẽ là vệ sinh. Đấy, phần ngoài này. Đấy, thì nó có những cái nó sẽ bị móp các bác nhá, có những cái bị móp, nhưng móp thì nó cũng thành vấn đề đâu các bác nhá. Đấy, móp thì nó ít thôi, không thành vấn đề đâu. Thì các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số 41. Con mã 41 các bác nhá, là đi dung tích của nó là 3 lít. Con mã M41 này, M41 vừa đến các bác. Con này là đi 270.000 các bác nhá. 270.000 cho mã M41 này. 270.000 cho mã M41 nhé. Dung tích lòng nồi của nó 3 lít và đun nước rất là nhanh sôi. Đấy, rất là nhanh sôi, lúc nào mình có nước nóng. Nếu bác lưu ý cho nào điện 100 các bác nhé. Điện 100, 110 gì đấy là coi như là 100, 110 nó giống nhau thôi. Đấy. Thì các bác đừng cắm vào điện là 220 là được rồi. Rồi M41. Rồi đến con này là con M42. Con này con lấy là con Yoshi. Con này cũng là Yoshi. Đấy, con này cũng dung tích của nó 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó cũng là 3 lít. Đấy, con này lòng nồi của nó đây. Đấy, cũng rất là ok.
Nói chung dòng này thì nó có những đều là có bị móp mép tí đấy nhá các bác nhá, đều có hơi móp các bác ạ. Đấy, cho nên các bác thông cảm là vấn đề hàng bãi thì nó vận chuyển về nó có vấn đề móp mép. Con lên mã cho em mã này, mã số 42. Dung tích của nó 3 lít, lòng nồi cũng vẫn ok. Đấy, các bác về vệ sinh lòng nồi. Thì em như ghép video trước thì các bác nhiều bác cũng đã mua rồi, cũng đã ok rồi. Là về là chỉ đun bỏ nước vào, đun. Đấy, cứ theo em bảo là đun bỏ nước vào đun. Đun xong ủ đấy rồi là các bác vệ sinh nhé các bác nhá. Đấy. Rồi các bác lên mã cho em là M42. M42 em gửi đến các bác là 280.000 cho mã M42. Đấy, Yoshi, dung tích 3 lít. Nhìn còn khá đẹp luôn nha bác nhá, còn khá đẹp, khá mới mẻ luôn. Đấy. Rất là ok. Đấy, gì đây? Này là cái chỗ để dùng pin này, cái này để dùng pin này. Ví dụ như các bác không có điện này, các bác không có điện để các bác lấy nước thì mà nó mất điện này, các bác sẽ bỏ cho em cục pin vào đây. Đấy, hai cục pin này nó sẽ là đi bao nhiêu volt này. Đấy. Đây không để đây. Nên nó để pin đây, khi nó bỏ đây là các bác sử dụng là để các bác lấy nước nhé, các bác lấy nước sử dụng. Ví dụ các bác đun rồi nhưng mà nó bị mất điện này. Đấy, thì các bác sẽ cho pin vào đấy. Đấy, hoặc là nhà bác nào có pin đưa vào đấy rồi các bác xử lý luôn. Con 42, bây giờ con 43 các bác nhá. Con 43 này, con này con Yoshi luôn này. Đấy. Con này lòng nồi cũng vậy luôn nhá, đều là như vậy hết. Nó toàn những cái bột gì ấy các bạn. Đấy. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số 43. Dung tích của nó cũng là 3 lít. Thôi nha. Đấy. Con này 1 lít 2 lít. À đâu, con này có 2 lít rưỡi gì 3 lít con này. Đây để đây là 2 chấm này nhá. Ừ. Đây là 3 lít. Lên hết hẳn là 3 lít. Nhìn kia là 3 lít các bạn. Để 3 lít đấy. Đấy. Rồi Yoshi Sushi này, con này mã số 43. Con mã 43 các bạn nhá. Con em M43 này, con này gửi đến các bác là 270.000. 270.000. Đấy, 270.000 cho mã 43 các bác nhá. Lòng nồi đây các bác nhá. Xem lại cho lòng nồi nó, lòng nồi. Đấy các bác vệ sinh lòng nồi là ok. Rồi một con 44 các này. Một con 44 là con Tiger, con này cũng lòng nồi đây. Đấy, nó còn người ta đun nước, nó còn đang vẫn còn đang ở trong này là còn đang bột kia, cái bột đây này. Đấy. Cái bột gì đây? Con này còn đẹp thế, lòng nồi đẹp. Đấy. Đây là bong bong cái ấy này ra nó giống cái bột bột đây này, người ta nấu bột gì này. Đấy. Con Tiger này còn khá đẹp các bác nhá. Rồi con lên mã cho em là mã số 43 à 44. Con M44 này. Con mã M44 các bác nhá. M44, con này em gửi đến các bác là đi 280.000 cho mã M44 các bác nhá. Một con Tiger. Bao điện cho bác thằng dùng thoải mái ok. Không lo. Rồi một con này con Yoshi này, con này cũng lòng nồi đây như vậy nhá. Đó. Đấy, con này cũng có móp này, Con này lên mã cho em là mã số 345. Lên mã 45 nhá. Con M45, con này gửi đó là 260.000 này. Đấy, con này thì nó móp, móp nặng ở chỗ này nhá. Đấy, móp này. M45 260.000. Rồi con Tiger nữa nhá. Con Tiger này thì lòng nồi còn tuyệt đẹp luôn. Con này lòng nồi còn tuyệt đẹp luôn các bạn. Đấy. Con này cũng dung tích của nó 3 lít các bạn nhá. 3 lít. Đó. Rất là còn đẹp luôn, con này còn rất đẹp luôn các bạn. Rồi con lên mã cho em là mã số 46.
con mã 46 này. Con mà 46 con này gửi đến các bác là 300.000 các bác nhé. 300.000 cho mã M46. Con này còn tương đối đẹp. Rồi lên một con M47. Con 47 con dê con Juicy. Đấy. Con này thì lòng nồi của nó là cũng bị như vậy. Đấy, cũng bị như vậy nhé các bác nhé. Đấy. Lòng nồi trên này thì nó cái đỏ đỏ cái gì đây là không biết. Đỏ. Con này lên mã cho em là mã số 46 lên 47 này. Con M47 con này thì lòng nồi nó nhìn nó có cái đỏ đỏ ở trên thì không biết nó làm sao à. Con M47 này, con này gửi nếu mà 250.000 các bác nhá. À, tại vì con này nó cũng cũ hơn. Đây, lòng nồi của nó thì hơi xấu này. À, xấu hơn mấy con kia rất nhiều. À, 250.000. Rồi lên một con Tiger nữa này. Đấy, con này con Tiger các bác nhá. Con Tiger này thì nó dung tích của nó được có 2.2 lít thôi. Con này có 2.2 lít thôi các bạn. 2.2 lít. Lòng nồi của nó thì đây, lòng nồi của nó còn khá là đẹp. À, lòng nồi còn khá đẹp luôn. 2.2 lít thôi. Thế thì các bác nào quan tâm lên mã cho em là mã con Tiger 2.2 lít. Tiger 2.2 lít nhé các bác nhé. Mã M48 này. À, gửi đến có là 250.000 thôi nhé, 250.000 cho mã M48. Rồi con M49 này. Con M49 nhé, con này là con Juicy. Con này lòng nồi cũng vậy nhé. Đấy. Đa số lòng nồi nó vậy hết các bạn. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em, dung tích của con này là 3 lít. Dung tích của con này là 3 lít coi nhé. Mã số 49 này. Con mã số 49 này. Con M49. Con này em gửi đến các bác là đi 270.000. 270.000 cho mã M49 các bác nhé. Đấy, M49 270.000. Rồi lên con tiếp tục con Tiger nữa. Con Tiger này thì dung tích của nó cũng là 3 lít nhé các bác nhé. Lòng nồi của nó thì cũng còn đẹp, còn tương đối đẹp luôn các bạn, còn tương đối đẹp luôn. Đấy các bác lên mã cho em là con Tiger. Đấy. Đấy, dính lung tung băng keo. Đây thì chờ chỗ này nó móp này, tí này. Đấy, giờ các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Lên mã cho em con Tiger dung tích của nó là 3 lít này. Mã số của nó là mã số M50. Đấy, con này con M50 các bác nhé. M50 này. Con này đến các bác là đi 280.000 coi nhá, 280.000 cho con Tiger M50. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em và liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198 nhé. Đấy, và trước khi rời video thì em xin này cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi hết video của em này. Rồi đừng quên giúp em một nút đăng ký kênh nhé, một nút chia sẻ, một nút like nhé các bác nhé. Xin chân này cảm ơn các bác rất nhiều.